anh. Hả? Anh là anh Tony phải không? Ờ đúng rồi. Anh Tony ở trên TikTok. Ờ em tên dạ. gì? Em tên Thảo Nguyên, anh ở gần đây ạ. Anh ở gần đây nè. Dạ. Nhà em cũng ở gần đây luôn. Em cũng ở gần đây, em thấy anh Tony có nhiều bộ ảnh biến hình thành cô dâu á. Đúng rồi. Anh Tony thấy mặt em sao? Anh Tony thấy mặt em sao? Là kỳ quá ta, ý là thấy cái mặt em sao hả? À, thấy mặt em sao? Ờ, thấy mặt em cũng được đó. Anh Tony có thể chụp cho em vài bộ ảnh được không? Tại em thấy anh có biến hình thành cô dâu nhưng mà má em không cho em chụp cô dâu. Anh có thể chụp cho em mấy cái bộ khác rồi em cũng có vài bộ đồ á. Ok, cũng được, anh có thể chụp cho em được vài bộ đồ. Dạ. Nhưng mà mấy bộ đồ là bao nhiêu bộ em? Dạ 6 bộ. Hả? 6 bộ. Bao nhiêu? 6 bộ đồ. 6 bộ đồ hả? Dạ. Có nhiều quá không em? Dạ không. Không hả? Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Anh nên đi giúp em. Tại vì em cũng có mấy bộ em thấy cũng đẹp. Ờ à, vậy hả? Nhưng mà 6 bộ đồ là 6 concept khác nhau á nha. Dạ. Được không? Được. Em diễn được không? Được. Chắc nha. Chắc. Ok em. Take you to the candy shop.